nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con đã được thành lập trên 10 năm. Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã cộng tác với nhiều các đài truyền thanh và truyền hình. Tuy nhiên, ngày hôm nay là ngày đầu tiên giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con sẽ được ra mắt với quý vị khán thính giả của đài VNA. Trước hết, xin mời cha gửi lời chào cũng như chúc lành đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Con mời cha. Vâng, cảm ơn anh Đình Quý và xin thân chào quý khán thính giả đang theo dõi đài VNA TV. Cảm ơn ông bà chủ của đài đã mở rộng đôi tay để cho chương trình Dân Chúa Đời Con được hiện diện, và nhờ đó mà Thiên Chúa và tình yêu của Ngài được biết đến với mọi người, nhất là những anh chị em đang theo dõi đài thường xuyên của đài VNA. Chân thành cảm ơn và kính chào quý vị. Cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, người kế tiếp mà Đình Quý xin mới giới thiệu đó là MC Huyền Trinh. Thì chắc phải nói chút xíu là MC Huyền Trinh, đây là một người sứ ngôn viên của giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con và cũng là người đã khởi xướng cái chương trình này cách đây 11 năm. Và xin mời Huyền Trinh gửi lời chào. Huyền Trinh xin thân ái kính chào quý vị. Và người kế tiếp thì chắc quý vị cũng không xa lạ, đó là ca sĩ Tấn Đạt. Và trong những thời gian gần đây, Tấn Đạt cũng đã cộng tác với lại các nhóm thực hiện. Tôi mời Tấn Đạt gửi lời chào. Tấn Đạt xin chào quý khán thính giả. Đấy, còn cảm ơn cha, cảm ơn Huyền Trinh, cảm ơn Tấn Đạt. Thì chắc có lẽ đây là cái ngày lần đầu tiên ra mắt, thì chắc mình cũng phải nói một chút xíu về cái mục đích thành lập cái giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con như thế nào. Thì bây giờ chắc phải nhờ đến Huyền Trinh cho xin một chút xíu về cái lịch sử thành lập. Giờ thánh ca thành lập được bao lâu rồi và mình đã phát hình trên những băng tần nào? Dạ, anh Quý cũng biết đó, là coi như ngay từ ngày đầu mà mình thành lập thì anh đã có mặt rồi. Cha là người đầu tiên bị chúng con gọi là không dám nói là hành hạ, nhưng mà nhờ vả tới. Chuyện đó đã xảy ra cách đây đúng 11 năm. Tháng sau, ngày 23 tháng 12 là chúng ta kỷ niệm đúng 11 năm chương trình Dân Chúa Đời Con TV. Trinh có nhớ là cái giờ phát hình đầu tiên là năm nào và ở đâu không? 23 tháng 12 năm 2006 trên đài KDLA. Trên đài VHN. VHN. Như vậy trong suốt cái thời gian 11 năm vừa rồi thì giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con đã cộng tác với bao nhiêu chương trình và đã đạt những thành quả như thế nào? Thật ra thì chúng ta đi Dân Chúa Đời Con đã qua được 3 đài. Đài thứ nhất là đài VHN TV. Dạ vâng. Rồi đài kế tiếp về TV đó, về truyền hình thì là KVLA, và bây giờ là VNA TV. Còn radio thì chúng ta đã có 2 lần cộng tác, và hiện tại bây giờ vẫn là cộng tác với lại đài Radio Bosa. Dạ vâng. Thưa cha cũng như là thưa Huỳnh Trinh, là thưa Tấn Đạt, trong suốt quá trình 11 năm vừa qua thì chúng ta đã thấy được rằng là cái sự phát triển, cái sự lớn mạnh của giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con. Trước hết thì chúng ta phải kể đến đó là nhờ cái sự hướng dẫn của cha Linh Hướng. Dạ. Đó là về cái mặt tinh thần. Và chúng ta phải nói là được đến ngày hôm nay, cái lý do, thưa quý vị, là cái lý do mà chúng tôi chuyển từ đài này qua đài kia là chúng ta phải trở lại một chút xíu về cái lịch sử. Là trước đây chúng tôi cộng tác với đài VHN. Thì sau khi đài VHN không còn hoạt động nữa, thì ngay trong cái lúc bối rối đó thì một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi, một cái ân huệ. Thật sự lúc đó chúng tôi rất là bối rối, nhưng mà chúng tôi lại được cái sự thương mến của đài KVLA. Thì lúc đó đài KVLA đã cho chúng ta cái giờ để phát hình. Và kính thưa quý vị, là trong thời gian qua thì cái giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con đã phát triển mạnh hơn nữa, thì các anh chị em lại muốn có thêm cái giờ phát hình. Và ngay trong cái lúc mà đang thắc mắc như vậy thì bây giờ chúng tôi lại một lần nữa lại được đài VNA đã cho chúng tôi được cái cơ hội để cộng tác. Và trên cái làn sóng băng tần của đài VNA, chắc chắn chúng tôi ngoài những cái giờ trình chiếu nhất định trong mỗi tuần, chúng tôi sẽ còn được ban giám đốc là hứa cho thêm những cái giờ phát hình phụ. Thưa cha, trải qua những cái biến chuyển như vậy, thưa cha nghĩ gì? Cha nghĩ đây có phải là một cái học ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con không, thưa cha? Vâng, thưa anh Quý và chị Huyền Trinh là người sáng lập ra cái chương trình này. Nếu mà nói ra là tôi bị hành hạ thì là tôi được hân hạnh thì có. Cho nên là
cái nghiệp dĩ hoặc là cái ơn gọi linh mục, rồi cũng thích viết nhạc, rồi được mọi người hát nhạc và được đồng hành với một cái chương trình nhấn mạnh về việc truyền giáo qua âm nhạc, qua thánh nhạc. Đó là một hồng ân chứ không phải là một gánh nặng, cho nên là rất là hân hạnh đồng hành với anh chị em, cũng như Tấn Đạt, một người bên cạnh cũng đã hát nhạc Dâng Chúa Tình Con chúng tôi bao nhiêu năm, chắc có lẽ Tấn Đạt cũng có cái tâm tình đó. Và rất là cảm động khi thấy cái sự sống còn của những cái sinh hoạt của các đài TV, cảm thấy nó sự chật vật, vật lộn để rồi được hiện diện giữa các sinh hoạt khác. Cho nên là mỗi khi có những cái khó khăn thì tiếng hát truyền giáo của Chúa lại được những cái bàn tay ân nhân khác. Như thì như đây là một cái đài ân nhân lại mở rộng để cho được tiếng ca chúc tụng của Thiên Chúa được tiếp tục nối tiếp. Cũng rất rất may là những anh chị em giám đốc họ đã sử dụng cái khả năng của họ, đó là những nén vàng, nén vàng, nén bạc mà Chúa trao, và họ đã thực hiện cái tâm ca phúc âm để cho họ, những anh chị em này rộng tay để chào đón những tiếng ca tiếng hát, một tiếng ca tiếng hát truyền giáo được hiện diện ở trong trong màn ảnh, trong truyền thanh và truyền hình. Dạ vâng, thì con cảm ơn cha, để thật sự ra cái mục đích của chúng con là chúng con cũng là nhờ các anh chị em đã sinh hoạt trong các cái ca đoàn. Chính vậy chúng con cũng là một cái nhịp cầu giữa những người sáng tác nhạc và những người nghe thánh nhạc. Và chúng con được may mắn là khi mà cha là một vị cha lên hướng, thì cha cũng là một cái người nhạc sĩ. Chính vì vậy cha rất là hiểu và thông cảm với cho chúng con. Chính vì vậy thành ra qua suốt quá trình 11 năm như vậy thì đó là một điều thuận tiện cho chúng con. Khi nhắc đến Tấn Đạt thì bây giờ phải hỏi Tấn Đạt thế này là cái cơ duyên nào mà Tấn Đạt, chắc chắn là Tấn Đạt cũng đã có theo dõi cái chương trình trước khi mà Tấn Đạt nhận lời để cộng tác với lại anh chị em trong trong nhóm thực hiện. Thì Tấn Đạt có cái suy nghĩ gì? Kể một chút xíu, có thể là ngày đầu tiên thì xem các cô MC trên Giờ Thánh Ca Dân Chúa để coi sao, có cái cảm tình như thế nào. Thực sự mà nói cơ duyên cũng phải cơ duyên là do bị bắt cóc. Do Hình Trinh bắt cóc. Là chắc bữa đó là thiếu MC hay người dẫn cái chương trình Dân Chúa Đời Con, mới nói là Tấn Đạt làm thử, coi như là mình thử trai thử cái lần đầu tiên cho Dân Chúa Đời Con. Thì lúc đó thì thực sự là Tấn Đạt cũng chưa bao giờ mà ngồi để mà nói chuyện về vấn đề trên đài, về vấn đề thánh nhạc. Đi dạy thì nhiều, với ca đoàn thì nhiều, các nơi thì nhiều, nhưng mà lên truyền hình là chỉ có hát chứ không nói. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai thì chắc quý vị sẽ thấy được là Tấn Đạt sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thì cũng sẽ giới thiệu chút xíu là Tấn Đạt là một người ca sĩ là chuyên hát về nhạc thánh ca, và rất là được khán thính giả yêu mến. Thì ngoài vấn đề hát thánh ca thì Tấn Nhạc còn có một cái chương trình dạy về thanh nhạc, thì nói một chút xíu hiện tại bây giờ Tấn Đạt đang dạy ở đâu? Công việc của Tấn Đạt giờ hiện đang dạy về vocal, dạy thanh nhạc. Tấn Đạt cũng đã có một cái lớp chuyên về thanh nhạc để dạy hát cho các học viên. Và bên cạnh đó thì ngoài cái sinh hoạt về chương trình Dân Chúa Đời Con thì Tấn Đạt có một cái chương trình riêng trên một trang web là Tấn Đạt Thánh Ca Chóc Con, là chương trình chuyên về thánh vịnh. Thì đây là một chương trình mà thực ra con rất là phải nói là khi mà bắt đầu để thực hiện cái chương trình này thì không nghĩ, mình chỉ biết là mình hát để đem cái tiếng hát của mình, đem những cái bài thánh vịnh đến cho mọi người, nhưng mà không ngờ rằng sau một cái thời gian vài tháng thôi thì mới thấy là cái công việc đó Chúa tốt đồng mà Chúa làm, phải nói là rất là power, coi như là bây giờ là cái sức lan tỏa của thánh vịnh nó rất là lớn. Và qua cái đó thì mới con mới thấy rằng là con vui hạnh phúc không phải là vì nhiều người biết đến với Tấn Đạt, mà nhiều người họ đến với thánh vịnh và họ yêu Chúa với thánh vịnh. Không, Tấn Đạt nói và anh chị em biết là tại sao nói là thánh vịnh. Nếu anh chị em để ý, khi anh chị em đi lễ ngày Chủ Nhật, bài đọc thứ nhất rồi bài đọc thứ hai, giữa bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai có cái phần đáp ca đó. Đó là cái phần thánh vịnh đó. Là một linh mục chánh xứ hay là một linh mục quản nhiệm, vị linh mục nào cũng mong muốn rằng sẽ không phải là đọc đáp ca mà là hát đáp ca. Vậy thì đó là ca sĩ Tấn Đạt đã có cái đường đi rất là đúng, và hy vọng rằng các linh mục hay là các cộng đoàn hay là các ca trưởng, các ca đoàn nên đi vào cái
YouTube này để Tấn Đạt đã cho lên khoảng 4 tuần trước. Vậy thì dư sức để cho chúng ta chuẩn bị giữa bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai có cái phần thánh vịnh đó được hát. Đó, với đại thư Huyền Trinh thì mình thấy là mình đang ở một cái môi trường rất là tốt đẹp. Nghĩa là đôi khi mình cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà cái chương trình của Tấn Đạt á, không phải chỉ nằm tập trung ở một cái nơi nào đó mà nó được trải rộng ra khắp nơi trên cái mạng xã hội của Facebook. Và chúng ta thấy rằng có những nơi rất là thiếu những cái người điều khiển, thiếu những cái người mà tập dượt cho ca đoàn. Thì ngay chính Tấn Đạt cũng đã có kể, có nhiều khi có những người mà khi mà họ xem, họ gọi cho Tấn Đạt và cảm ơn Tấn Đạt rất là nhiều. Bởi vì thực sự ra có những người đến hát nhưng mà không có một cái người đứng ra để điều khiển hoặc là tập dượt. Thì những cái bài mà thánh vịnh của Tấn Đạt đó cũng là chính là những cái cách để cho ca viên tập dạ. Em thấy họ nói rằng là vào cái trang web của Tấn Đạt xong rồi tập trước đi, nghe qua rồi gặp nhau như nào đó, thấy rất là hay. Ơn Chúa. Miền Nam Cali mình tinh hoa của thánh ca thánh nhạc, rồi về nhạc thì quá nhiều nhưng mà các nơi xa thì không phải là rồi bây giờ như vậy. Rồi bây giờ như vậy, con đề nghị thế này, bây giờ khi mà mình nói là mình đã thành lập được 11 năm, như vậy trong suốt 11 năm như vậy thì giờ thánh ca Dân Chúa là con đã làm cái gì? Thì có thể là Trinh có thể đơn cử một số cái công việc mình đã làm trong suốt 11 năm qua. Ví dụ như mình phỏng vấn các nhạc sĩ phải không? Rồi đó Trinh chỉ có thể kể chút xíu. Em nghĩ rằng là để sau khi mà chúng ta chạy một vài cái thông tin thương mại thì khi mà trở lại thì rồi. Có chị Lý Mai Trang và chị Kim Thúy lên đây thì con nghĩ là cha rồi anh Quý và các chị chia sẻ thêm về chuyện được không ạ? Vâng. Kính thưa quý vị, nhiều quá. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con với cha Linh Hướng, linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên và các anh chị em trong nhóm thực hiện. Quý vị xin đừng rời máy, bởi vì sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ giới thiệu hai người MC rất là nổi tiếng, đó là ca sĩ Kim Thúy và ca sĩ Lý Mai Trang. Đình Quý và nhóm thực hiện Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con xin được trở lại với quý vị trong buổi ra mắt lần đầu tiên trên băng tần của đài VNA. Kính thưa quý vị, như phần đầu chúng tôi đã giới thiệu với quý vị là linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên là cha Linh Hướng. Và quý vị thấy là trong phòng thu âm bây giờ lại có hai người ca sĩ. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị là người bên phải là ca sĩ Kim Thúy. Xin mời Kim Thúy gửi lời chào. Kim Thúy xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và người kế tiếp đó là ca sĩ Lý Mai Trang. Xin mời Lý Mai Trang gửi lời chào. Lý Mai Trang xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang xem đài. Cảm ơn Kim Thúy, cảm ơn Lý Mai Trang cũng đã bỏ thời giờ rất là nhiều lái đường xa để tới đây để kịp cho cái giờ thu hình ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, thì quý vị ở trong quý vị của Giờ Thánh Ca Cho Chúa Đời Con cũng không có lạ gì với ca sĩ Kim Thúy. Ca sĩ Kim Thúy là một người xướng ngôn viên của Giờ Thánh Ca. Kim Thúy cũng có cộng tác với rất là nhiều. Đây là một người ca sĩ đa tài. Kim Thúy, bây giờ phải hỏi Kim Thúy chút xíu là trong cái suốt quá trình mà Giờ Thánh Ca Trên Chúa Đời Con như vậy đó, thì Kim Thúy có cho quý thính giả biết được những cái thành quả mình đã đạt được trong cái thời gian qua như thế nào? Là một cái người đã rất là năng nổ và rất là nhiệt tâm với Giờ Thánh Ca Trên Chúa Đời Con trong suốt bao nhiêu năm qua? Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, thật sự thì Kim Thúy cũng làm chương trình này với đài, với chương trình Dân Chúa Đời Con cũng đã gần 10 năm nay. Và trong chương trình thì thật sự đài mang lại những cái chương trình rất là bổ ích và lý thú đến quý khán thính giả. Mà một trong những cái điều đó mà Kim Thúy thấy đó là những cái buổi phỏng vấn đến các nhạc sĩ thánh ca, trong đó cũng có các linh mục, các giáo dân, những người ca trưởng. Thì những người mà Kim Thúy được thấy ở đây là Kim Thúy nhớ đó là có cha Kim Long, cha Văn Chi, cha Ân Đức, rồi nhóm thánh ca mới, cha Nguyễn Hùng Cường nữa, rồi cha Nguyễn Mộng Huỳnh, rồi bên cạnh đó những người giáo dân đó là nhạc sĩ Viễn Sứ nè, rồi nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, rồi cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ và cha Vũ Thế Toàn. Bên cạnh đó thì một người mà chắc chắn là không ai mà không quên được, không ai mà có thể mà quên được, đó chính là cha Nguyễn Văn Tuyên. Là linh hướng của đài của chúng tôi. Vâng, trong khi ngoài những cái thành quả đó, chúng tôi vì đây là một đài, một cái chương trình ca tụng Thiên Chúa có tính cách là
thường niên cũng như trong suốt một năm phục vụ. Nên là chúng tôi vẫn theo dõi những cái bài viết, những cái bài trình bày với anh chị em, có những bài về các thánh, có những bài về các thánh từ đạo Việt Nam, có những bài về tháng hoa, có những bài dâng hoa, rồi có những bài về mùa vọng, mùa chay, mùa thường niên, mùa phục sinh. Tức là tôi thấy nội dung của chương trình của Dân Chúa Đời Con rất là phong phú, và Dân Chúa Đời Con cũng vươn đến các ca đoàn nhỏ ở các nơi xa xăm. Những anh chị em đó không có cơ hội để đến những đài như chúng ta ở đây. Vậy thì những anh chị em đó đã gửi những cái sự thực hiện và gửi đến đây để qua đài, qua chương trình Dân Chúa Đời Con như một vòng tay lớn để cùng ca tụng Thiên Chúa. Đó là những thành quả mà tôi thấy rất là ích lợi. Với tư cách là người tuyên úy, chúng tôi thấy chương trình của Dân Chúa Đời Con rất là phong phú và rất là đa dạng. Vâng, con cảm ơn cha. Thì hôm nay thì giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con lại có một cái khuôn mặt mới, đó là ca sĩ Lý Mai Trang. Thì chắc phải hỏi là Lý Mai Trang lý do nào lại bị bắt cóc để nhận là một trong những chị em trong nhóm thực hiện giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con? Kể một chút xíu. Kính thưa anh quý và quý vị, Mai Trang là lính mới của đài, có thể nói là rất mới. Thì cũng tạ ơn Chúa, đó là cơ duyên cũng từ Kim Thúy đến, và sau đó thì từ Kim Thúy thì sợi dây liên kết nó được nhân rộng ra, và Mai Trang được biết đến toàn thể anh chị em ở quý đài, và cũng nhờ đó Mai Trang được dịp phục vụ và được hát cùng với Kim Thúy trong một số cái tiết mục của đài. Thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện, cảm ơn Lý Mai Trang đã nhận lời để cộng tác. Chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ thấy được là Lý Mai Trang sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thưa cha, cha nhắc đến một cái vấn đề rất là lý thú, đó là trong những cái lần mà chúng con làm chương trình như vậy, thưa cha, thì chúng con rất là đi sát trong các năm phục vụ. Cho ví dụ như là đến bây giờ thì chúng con đang chuẩn bị cho mùa vọng. Thì trong những cái chương trình chúng con làm như vậy đó, ngoài vấn đề mà giới thiệu các bài hát của các bài hát mới, hoặc là giới thiệu những các tác giả, thì chúng con lại tìm tòi để đưa những cái thông tin. Thứ nhất là ví dụ như chúng ta thấy là trong cái chương trình mùa chay mùa phục sinh á, nó có rất là nhiều cái nghi thức mà rất là nhiều người Công giáo, mặc dầu mà chúng ta đã sống đạo bao nhiêu năm, nhưng mà có nhiều không hiểu được những cái nghi thức như thế nào. Thì giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con cũng là một cái nhịp cầu để đưa những cái thông tin đó, thì tất cả thì nó đòi hỏi cái sự hy sinh của tất cả các anh chị em đã cố gắng rất là nhiều. Thì một lần nữa thì chúng con thay mặt các anh chị em, chúng con cảm ơn cha đã đồng hành với chúng con suốt hơn 11 năm qua, và chắc chắn là giờ Thánh Ca càng ngày càng phát triển hơn. Thì chắc chắn là chúng con còn mong muốn được cha sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng con. Và cái giờ Thánh Ca nó được tồn tại đến ngày hôm nay, ngoài những cái vấn đề giúp đỡ về tinh thần, chắc chúng con cũng muốn nhắc đến một số các cơ sở thương mại cũng như các nhà bảo trợ đã bảo trợ, thì chắc con nhờ cha giúp cho con. Vâng, chúng tôi cũng cảm ơn. Tôi thấy công việc làm của anh chị em rất là tích cực, và những bài gửi cho các MC trước khi các MC đọc thì Huyền Trinh cũng đã gửi qua chúng tôi, và chúng tôi cũng đưa qua với chúng tôi rất là truyền thống và rất là orthodox, rất là trung thành với các hướng dẫn của giáo hội. Chưa có ai gọi điện thoại để con lên gì cả, anh chị em cứ thế mà làm nhé. Nhân tiện đây chúng tôi cũng cảm ơn vị hôn phu của Huyền Trinh, tức là anh Josh Việt, là người đã gánh vác cái vấn đề tài chính rất là nhiều khi mà khởi xướng. Rồi cũng cảm ơn ca sĩ bác sĩ Trọng Võ và trung tâm của Dược Thảo. Cũng cảm ơn tất cả những anh chị em của SoCal, của California và của giáo dân Tam Biên, cộng đoàn Tam Biên, những rất là nhiều ân nhân của cộng đoàn Tam Biên, và đặc biệt là cũng ca đoàn 4 giờ của giáo sứ nhà thờ Chính Tòa Tam Biên rất là tích cực, luôn luôn hiện diện và đồng hành. Và chúng tôi cũng kêu gọi quý ông bà và anh chị em qua cái địa chỉ của chương trình đó, anh chị em Mạnh Thường Quân xin tiếp tục gửi về để cho Dân Chúa Đời Con được hân hạnh đồng hành và hiện diện mãi bên anh chị em.
Chúng con cảm ơn Cha. Kính thưa quý vị, trong cái tâm tình cảm tạ, Thiên Chúa đã tuôn đổ nhiều hồng ân đến cho giờ thánh ca Dân Chúa đời con. Và đây cũng là lần đầu tiên các anh chị em trong nhóm thực hiện ra mắt quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị cùng với tất cả anh chị em trong nhóm thực hiện, cùng với Cha Linh Hướng, chúng tôi sẽ cống hiến quý vị một bản thánh ca, đó là bài Niềm Xác Tín Của Con số 4, do linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên sáng tác và cũng do chính tác giả cùng các anh chị em trình bày sau đây. Cho con đẹp hơn tình tú trăng sao, trời xanh sông nước mênh mông, núi cao biển dài làm sao dám quên. Tình yêu Thiên Chúa cho con từ khi chưa có trăng sao, tình yêu Thiên Chúa cho con với muôn nhiệm màu. Lời tình yêu xin dâng đôi tay ôm cho niềm tin vui buồn mơ ước, xin dâng ngài cuộc đời thơ ngây, xin dâng ngài tình ông mơ say, xin dâng đôi môi nụ cười lời ca tình trời thương mê. Giới thiệu đến quý vị, giờ thánh ca Dân Chúa đời con sẽ được phát hình trên băng tần của đài VNA vào mỗi Chủ nhật vào lúc 9:30 tối. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Từ đây Thiên Chúa yêu con, đời con ngập bóng thanh thang, niềm vui Thiên Chúa yêu con đất đầy tâm hồn. Từ đây Thiên Chúa yêu con, đời con lên núi Càn Về, tình yêu Thiên Chúa cho con khó ngày trăm chiều, đời con quyết trong tình yêu. Xin dâng đôi tay ôm tròn niềm tin mơ ước, xin dâng ngài cuộc đời thơ ngây, xin dâng ngài tình lòng mơ say, xin dâng đôi môi nụ cười lời ca tình trời thương mến, xin dâng ngài ngàn vạn câu kinh, xin dâng ngài tình con Chúa. Một lần nữa, giờ thánh ca Dân Chúa đời con xin được ra mắt với quý vị khán thính giả của đài VNA 57.3. Và kính thưa quý vị, đây là tất cả các anh chị em
trong nhóm thực hiện. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu Linh, cha Linh Hướng, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, ca sĩ Kim Thúy, ca sĩ Lý Mai Trang, ca sĩ Tấn Đạt, MC Huyền Trinh, với sự cộng tác của Thu Trang, và có một người nữa mà không có vì lý do không có mặt hôm nay, đó là MC Thùy Linh. Và bây giờ chúng con xin mời cha thay mặt cho chúng con để gửi lời chào và chúc lành đến quý vị khán thính giả của đài VNA. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu với quý anh chị em là MC Đình Quý, cũng rất là khiêm tốn, không nhắc tới mình nhưng mà cũng là một cái cột trụ của chương trình. Nhân tiện đây, mùa Thanksgiving sắp sửa tới, tuần tới rồi, chúng tôi cảm ơn Thiên Chúa, như là cảm ơn ban giám đốc của đài VNA 57.3 đã cho chúng tôi có cơ hội này đến với anh chị em theo dõi chương trình, và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta cuộc sống hạnh phúc và bình an, sức khỏe. Và tháng tới là Giáng sinh, chúng tôi cũng nhân tiện qua cái chương trình ra mắt này gửi tới quý bà bên trong một mùa Giáng sinh và năm mới tràn đầy hạnh phúc và bình an. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.